tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đối với ngành y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2024 tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 1. Do hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu ngành y tế cần đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, nghiên cứu đề xuất chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách tiền lương, phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Năm 2023, ngành y tế toàn quốc thực hiện vượt 3 trên 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu được Quốc hội giao. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể, ngành, lĩnh vực được chính phủ giao. Năm 2024, ngành đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, kiểm soát tốt dịch bệnh. Phân đấu tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân đạt 13,5 bác sĩ, 94,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đối với ngành y tế Lào Cai, năm 2023 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận một số chỉ tiêu quan trọng đạt ở mức cao so với toàn quốc như đạt 45 giường bệnh trên một vạn dân, tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân đạt 13,8. Đặc biệt thông qua các chương trình ký kết, hợp tác cùng các bệnh viện tuyến trung ương, các bệnh viện tuyến tỉnh cơ bản triển khai được các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật theo phân tuyến, đạt 65 đến 90%. Tỷ lệ chuyển tuyến giảm từ 4,5% năm 2022 xuống còn 3,7% năm 2023. Tại hội nghị, ba tập thể gồm bệnh viện trợ giấy, bệnh viện thống nhất Bệnh viện Giang Hà Mặt Trung ương đã được trao cờ thi đua năm 2023.